và khi giãn nở vì đầu này nó bị chốt chết cứng rồi thì nó sẽ giãn ra cái bên này và nó giãn ra, tức là gì, tức là nó sẽ làm phay cái kim. Và để cho chính xác thì anh phải treo một cái vật nặng đây, chúng ta sẽ treo vào như này. Và bây giờ các em thấy đấy, nó đã giãn ra một chút đúng không? Và bây giờ anh sẽ thay một cái thanh kim loại khác. Và bây giờ anh có một thanh kim loại thứ hai này để biết xem được là cái kim loại nào giãn nở nhiều hơn kim loại nào nhé. Nghĩa là kinh nghiệm thứ hai thì anh hỏi các em là khi các em ở nhà, nếu mà các em làm các em treo thì các em phải chọn đúng cái điểm cứng của nó thì hai bên nó cân bằng nhau. Vâng, đúng rồi đó. Các em thấy cái thanh đố nó nằm ngang không? Bởi vì đó là cái trọng lực của hai bên đó, nó đối xứng nhau và nó kháng nhau một cách hoàn toàn, vì thế mà mình có cái sự cân bằng của cái thanh đố. Và bây giờ nếu như mà anh Quang thử làm vẫn một cái trái bóng một phía một bên thì các em sẽ đoán xem là hiện tượng gì sẽ xảy ra. Và bây giờ anh dùng cái dao nhọn này nhé, anh xem nhé. Rồi. Ô, quả bóng này nghiêng về bên này qua. Vâng. Tức là các em nhỉ? Tức là mình vẫn còn quả bóng bằng cao su ở hai bên, thì cái không khí nó bị nén ở phía trong cái bóng màu cam này, nó kéo hẳn cái cần này về phía tay phải của anh Nghĩa. Vâng. Các có thể làm thí nghiệm đơn giản này nha, phải không các em? Mà ngủ đi, bé la ngủ đi. Quý khách có nhu cầu sử dụng, xin liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại 0280 832 989, 0280 832 065. Xí nghiệp sẽ đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu, đảm bảo nhanh chóng. 21 cộng 226 quốc lộ 6 Hòa Bình. Thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ trong các ngày, kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 99 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 99. Giám đốc công ty cầu 1 Thăng Long, chỉ Ban Côn. Đón đọc báo Hải quan số 3 với những tin bài chính sau: sôi động thị trường thuốc lá nhập lậu ở thành phố Hồ Chí Minh, nhức nhối cửa khẩu Long An. Ai đến từ bên nơi vốn xứ thành phố Bơ Môn, hôm nay nhập khẩu rác động làm náo loạn thành phố cảng Sihanouk, Trung Quốc. Một phó giám đốc hải quan thành phố bị tù trung thân. Báo Hải quan số 3 sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và hoạt động hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới. VTV1, VTV2, VTV3, Đài truyền hình Việt Nam trên kênh tiếng Việt FMDS khu vực Hà Nội, Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Cần Thơ, Cảm. Gặp những người đem mùa xuân đến cho thiếu nhi. Cảm ơn, tới đây con. Chương trình mới của VTV3 ở nhà chủ nhật.